Xin chào quý anh chị, đây là Kevin từ bên công ty Fast Marketing Thì hôm nay Kevin sẽ gặp lại các anh chị Và chúng ta sẽ nói về đề tài là Tại sao phải cần làm marketing vào những cái mùa cao điểm như là mùa nail vào lúc này Thì Kevin có dịp nói chuyện rất là nhiều với những anh chị tìm nail Trong quá trình tư vấn thì khi mà đề cập đến vấn đề marketing á Các chị đặt câu hỏi là Ủa tại sao phải làm marketing vậy? Đang mùa nail là đông khách lắm mà, đúng không? Thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ phân tích ha để Tại sao nó cần Thì trước hết á, cái ưu điểm của của mùa nail là như thế nào? Thứ nhất, thì mùa nail là rất là đông khách rồi thì không cần làm gì khách hàng cũng tới luôn cái đúng tại vì thiệm đó là người người làm nail nhà là làm nail đúng không thành ra đó thành ra là mình không quan tâm lắm về vấn đề là phải phải làm marketing hay là không làm marketing thì cái quan niệm đó nó hoàn toàn chính xác tuy nhiên á, nếu mà mình suy nghĩ nó kỹ hơn á, thì sẽ thấy là bên cạnh việc mà khách hàng tới tiệm mà đông dồn dập trong một khoảng thời gian ngắn á, cũng sinh ra những cái rủi ro nữa chẳng hạn như là khi khách hàng tới tiệm mình đông thì sẽ có một những cái lỗi lầm mà dễ mắc phải là gì là thường là thợ nail và cả chủ nail luôn sẽ có xu hướng là làm nhanh thật là nhanh rút ngắn giai đoạn rút ngắn thời gian làm sơ vịt lại để mà mình thêm mình lấy được cái lượt khách nhiều hơn thật ra một phần cũng gì mình muốn khách hàng không muốn chờ lâu thôi cho nên mình phải làm nhanh để mà làm xong này lấy người kia nhưng mà khi mà mình làm như vậy á đồng thời chất lượng phục vụ của mình nó cũng giảm xuống luôn nói cách khác cái mức độ hài lòng khách hàng của mình nó cũng giảm xuống theo và những người khách hàng mà họ tới tiệm mình để họ làm á họ sẽ không có hài lòng hầu như là những người ở thời điểm đó họ tới ừ thôi kệ chắc đâu cũng vậy thì thôi làm một lần rồi thôi đúng không? và hơn nữa tệ hơn hết á là những người khách hàng mà không hài lòng như vậy đó họ sẽ về nhà họ viết những cái bad review lên mạng xã hội họ đâu có biết là mình gấp rút như thế nào đông khách như thế nào họ chỉ thấy là cái sự việc mình làm cho họ gặp nó không có tốt và họ nói ra chuyện đó nó là chỗ nên làm nhanh làm gấp làm rất là ổn họ cảm thấy không hài lòng họ viết cái bad review đó cái đó ảnh hưởng rất là lớn về lâu về dài tại vì khi mà qua khỏi cái mùa cao điểm rồi đó Tới lúc mà cái mùa thấp điểm á, khách hàng có nhiều lựa chọn hơn Người ta lên online, người ta search trên tên tình tình nail á Họ đọc những cái best review như vậy Thì cái đó sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới cái danh tiếng và cái lượng khách hàng vào tiệm của anh chị Thì đó là những nguyên nhân chính á, để mà là để mà gây ra chuyện là anh chị là Mùa tới mùa nail á, thì làm không kịp nghỉ Nhưng mà qua khỏi mùa nail rồi bắt đầu là vắng vẻ, không có ai hết mà Bắt đầu mới lo đi kiếm làm marketing để mà làm giữ khách hàng rồi đúng không Thì đó chính là những nguyên nhân chính đó Thì bây giờ á, làm sao để mình khắc phục cái hậu quả đó như thế nào? thì cái cách nào để mình giảm chuyện đó hay không vậy thì bây giờ á chúng ta phải làm những gì để mà có thể mình giảm bớt những cái rủi ro đó hay là mình hạn chế rủi ro đó đúng không đó thì bây giờ kim mình sẽ nói về giải pháp cho anh chị nghe thời buổi hiện nay á người ta gọi là thời buổi công nghệ thông tin mà thành ra là mọi thứ mình làm á nó rất là tiện thôi lợi lợi thôi bây giờ giả, giả sử mình có một cái máy ipad hay gì đó để trước tiệm của mình khách hàng mà vô tiệm của mình á mình mời người ta tới sign in vô thì khi đó họ cung cấp cho mình như là tên số điện thoại email ngày sinh gì đó tùy họ thì khi đó là mình đã lưu lại thông tin khách hàng trên đó rồi Giả sử ha Một cái tiệm vừa vào nhỏ thôi khoảng 4-5 ghế thôi, con số rất là khiêm tốn Thì một, một ngày mà của cái ngày cao điểm á Cũng không dưới là 25-35 tới người vô tiệm Như vậy một tháng á Nó khoảng là 750 người Và 3 tháng của mình á, khoảng là 2.250 người Cho tới là 3.000-4.000, tùy cái tiết lượng của tiệm Những cái tiệm mà 2-30 ghế trở lên á, nó còn con số còn lớn kinh khủng hơn nữa Thì những cái người khách hàng mà đã xin như vậy đó Mình sẽ có thể là giả sử trong trường hợp như là mình không có cái gì để làm việc đi có phải là người ta mình là bị động đúng không người ta tới tiệm của mình người ta try service của mình họ sẽ cho mình cái review <laughs> mình không có biết cái người đó là hài lòng hay không hài lòng hết họ muốn biết gì họ biết thôi mình giống như mình đang ngồi mình gánh chịu vậy đó nhưng bây giờ sẽ ra sao nếu mình chủ động trong việc đó thì bây giờ ấy, cái chương trình của mình đi sẽ gửi tin nhắn tới những cái khách hàng đó đã xây dựng vô hỏi người ta là có hài lòng cái dịch vụ của mình ngày hôm đó hay không nếu họ trả lời là hài lòng á thì mình mời ta lên những cái trang như là social media như là Google hay là Facebook để mình mời họ viết cho mình những cái feedback của họ thì cái người hài lòng mà viết feedback cho mình á, thì phải là một cái good review rồi đúng không còn trường mà ngược lại á người ta mà khả là không hài lòng thì 80% mươi phần trăm những người không hài lòng á thường đi viết là những cái bad review vậy thì bây giờ á, khi mà biết người ta không hài lòng á mình sẽ khéo léo mình chuyển họ về trong một cái trang cá nhân hay gì đó của mình để mình nói người ta là oh what happened can you tell me chuyện như vậy nói cho tôi biết đi mình nói như vậy thì khi đó cái lời người ta nói ra với mình á là làm một cái gì đó mang tính chất như là personal họ nói với mình thôi mình giữ cái đó lời mình biết cái đó mình để mình sửa chữa sai lầm của mình nhưng mà mình không có lo là những cái lời nói những cái bad review những comment đó nó lên trên những trang social media nó ảnh hưởng tới cái rating của mình ảnh hưởng tới cái danh tiếng của mình người ta tới một lần rồi đi cũng không được gì hết lấy tiền rồi thôi nhưng mà nếu mà cái người đó mà họ hài lòng với mình họ ở lại với mình họ trở thành khách hàng mà cứ đi tới đi lui return customer của mình á thì đó là nguồn thu nhập ổn định của mình thì cái lợi tiếp theo đó chính là một cái đó là một cái vấn đề là mình có thể từ danh sách khách hàng đó mình sẽ gửi những cái những cái như là tin nhắn hay là email mình gửi remind customer mời chẳng hạn những người mà ta mà lâu ngày quay lại tìm á một tháng hai tháng quay lại tìm mình sẽ gửi những cái thông tin này ra cho khách hàng của mình biết mà là mình mình muốn mời họ quay trở lại đúng không tại vì những người mà một tháng hai tháng mà không quay lại tiệm thì đa phần đa phần là họ đi tìm khác rồi thì muốn giữ họ ở lại đó mình sẽ có một cái lời nhắn gì đó we miss you come back to our store and enjoy the service hay là mình muốn offer họ một cái coupon gì đó như là 5%, 10%, tùy mình thôi Cái đó không bắt buộc phải là offer, nhưng mà nếu mà mình nên có những cái offer như vậy thì người ta quay trở lại mình dễ dàng hơn Cái mình vừa nói là cái remote rồi đúng không? Bên cạnh đó mình cũng phải kèm những cái như là về chúc mừng sinh nhật khách hàng luôn Khách hàng mà cho mình biết ngày sinh nhật á, mình sẽ gửi một cái tin nhắn hay cái message gì đó chúc mừng sinh nhật cho họ vào tới ngày đó mình cũng đồng thời mình gửi kèm một cái coupon gì đó để mà tặng cho họ luôn cái đó là những cái hành động nhỏ nhưng mà giá trị rất là lớn tại vì á, khách hàng họ sẽ cảm thấy cái gì cái sự quan tâm của mình đối với khách hàng là đó là cái làm cho họ, họ cảm thấy là mình họ quý giá về cái chuyện đó tại vì bây giờ nói về cái service đi nail bây giờ ở khắp mọi nơi hầu như là service nào cũng từ từ nha rồi thì chỉ có cái customer service đó mới làm cho mình stand out để mà làm khách hàng nhớ tới mình quay trở lại thôi thì đó cái cái chuyện mà remind khách hàng và gửi birthday nó rất là quan trọng ở chỗ đó một nguyên tính năng rất là quan trọng nữa mà cho việc mà mình có khách hàng là là mình đã có một cái lượng data khách hàng trong tay là khoảng 2.000 3.000 người rồi thì bây giờ á qua khỏi cái mùa cao điểm cái mùa cao điểm là không cần phải làm promotion sinh ta cũng tới nhưng mà tới cái mùa thấp điểm á thì mình người ta ngồi ở nhà nhiều khi người ta không không, không có không có nhu cầu làm neo nhưng mà nhiều khi á mình sẽ muốn làm những cái promotion để mà mình kéo người ta quay trở lại thì chẳng hạn như là mình gửi một cái ví dụ nha ví dụ cứ đơn giản đi tới vào tháng 10 là dịp Halloween đi mình sẽ có thể là mình làm những cái là những cái promotion về về Halloween mình có những cái đợt khuyến mại Halloween chẳng hạn như vậy mình bây giờ trong tay anh chị đang có là khoảng ba bốn ngàn khách hàng rồi mình sẽ gửi cái promotion này ra tới cho 3 bốn ngàn người khách này nhiều khi á, người ta ở nhà ta không nghĩ là họ sẽ cần có nhu cầu nhưng mà khi mình gửi những cái promotion nó tới tay của họ luôn á họ thấy là ồ oh, wow chỗ này đang có một promotion làm làm halloween special có được 20% mươi ớt luôn nè mà hai tuần nữa hết hạn rồi thôi mình rủ một vài đứa bạn nó tới đi Chà như vậy là mình cái mình đang làm ở đây là mình đang lôi kéo cái nhu cầu của họ từ việc mà họ nghĩ là họ không cần cho thành cả là kia đó mà kích thích họ tới đó mà họ, họ spend cái tiền của họ để mà làm cái service của mình thì đó là cái cách mà để tụi em giúp cho anh chị mà có khách hàng mà tới quay lại cái tiệm của mình vào cái mùa thấp điểm giúp cho cái income của mình lúc nào nó cũng ổn định trong thời điểm đó còn một điều nữa rất là quan trọng vào tiệm trong khách đó, đó chính là cái gì đó là rất là khó nếu mình có thể là mình uh, kiểm soát được cái sự mà ra vào của khách hàng cái là người nào tới trước là tới sau và cái sự chờ đợi của họ thì chẳng hạn bây giờ giả sử bây giờ mà mình có một công cụ nào đó để mình biết được khách hàng của mình là ai tới trước, ai tới sau, ai đang làm sao việc và ai đang chờ. Thì như vậy mình dễ dàng mà làm việc với họ đúng không? Cái người nào mà mình thấy mà đang chờ lâu quá đó, mà sắp tới lượt của họ hay là gì đó, mình cũng thể dễ dàng mình ra mình nói vài câu để mình hỏi khách hàng coi là sắp tới lượt của mình rồi hay là còn khoảng bao nhiêu phút nữa là tới lượt của anh chị hay như vậy. Thì với, với cái hành động như vậy mình sẽ làm cho khách hàng mình cảm thấy là mình đang quan tâm họ, họ chờ đợi nhưng họ biết là họ phải chờ trong bao lâu và họ biết là có người đang biết là họ đang chờ đợi. Cái đó là cái rất là quan trọng thì những cái phần mềm như là go check in hay những phần mềm mà để mà giúp cho anh chị có thể là mình thấy được cái khách hàng mà ra vào như vậy đó rất là quan trọng trong thời điểm mùa neo mà đang đông khách như thế này thì trên đây là những cái thông tin hữu ích mà Kevin nghĩ là nó hỗ trợ được rất là nhiều cho từ những cái kinh doanh của anh chị thì uh, hiện bây giờ bên công ty fastboy á, đang có một chương trình là tụi em sẽ qua guarantee cho cái chất lượng sản phẩm trong vòng 3 tháng đầu tiên và anh chị trong vòng 3 tháng này anh chị sử dụng sản phẩm á, nếu mà chị cảm thấy nó không có phù hợp với lại tiệm của mình nó không mang lại cái hiệu quả hay là lợi ích gì cho tiệm của mình anh chị có thể là cancel và tụi em sẽ trả lại cái tiền đó cho mình luôn coi như đó là một cái uh, giống như là một cái hỗ trợ từ bên công ty nếu mà anh chị cảm thấy là mình dùng một phần mềm có lợi cho mình chứ không phải đơn giản là mình chi phí tiền nữa thôi thì chờ đợi chưa văn lòng liền thì anh chị có thể là gọi vào số hotline công ty là tám ba hai chín và hỏi về những cái phần mềm của check in À, giúp đỡ cho mình như thế nào trong cái mùa cao điểm này như thế này để xem nó thể giúp được anh chị làm việc hiệu quả hơn mang lại cho anh chị khách hàng quá trời thường xuyên và tăng anh cơm cho mình trong thời điểm không những là mùa neo mà còn qua khỏi thời điểm mùa neo nữa vào cái mùa vắng khách mình mở khách đều đều luôn cảm ơn chị lắng nghe ngày hôm nay xin chào